Chào ngày mới cả nhà nha. Bữa nay trên rẫy thời tiết thì cũng như hôm qua thôi, ngày nào cũng hôm qua đấy mình quay cho mọi người là về tới nhà trời mưa đấy. Là ở trên đây cũng mưa, chiều tối về là cũng mưa. Lúc mình bắt đầu về là cũng trời đã chuyển tối lắm rồi. Mà cái lúc đấy hôm qua hơi bị tấu hài luôn, là hai cái con gà nó mình đang là dọn đồ đạc xong hết rồi, cái bắt đầu là nó mới nhảy vô ổ. Cái là mình ngồi mình đợi nó đẻ đâu cả nửa tiếng đồng hồ. Xong nó đẻ xong lùa nó vô trong cái AV xong rồi mới mới về mọi người. Tại nó đang đẻ mà, đây này, cho mọi người coi này. Đấy. Không, bữa nay là được 3 quả rồi. Quả này là quả mồi. Đấy, quả mồi không tính. Đấy, 3 quả mới này. Thấy không? Đấy. Mà bữa nay thì nếu mà tới hồi mình về có thể là mình về sớm á. Tại vì nay không biết là mưa lúc nào. Đấy, nếu mà nay về sớm thì mình cho cái ổ vô trong đây luôn, nó muốn đẻ lúc nào nó đẻ. Tại vì không có để bên ngoài được. Đấy, để bên ngoài thì mèo với lại chó nó bắt, thành ra là phải cất vô trong. Bữa nay mình đi lên đây tổng cộng mọi người biết mình đi qua bao nhiêu cái chốt không? Đi qua 3 cái chốt. Đấy, đi qua 3 cái chốt mà chốt từ trên ở chỗ Đồng Nai mà đi qua cái ranh giới Lâm Đồng ấy là một chốt. Đấy, từ Lâm Đồng về Đồng Nai cũng có một chốt riêng. Đấy, tại vì cái quốc lộ này ấy, nó quốc lộ 20 này nó nhiều xe qua lại mà. Tại vì cái tuyến Đà Lạt Sài Gòn á là phải đi ngang qua rất là nhiều xe. Đấy. Thành ra là người ta làm ra là hai cái chốt. Đấy, một chốt đấy với lại một cái chốt ở trong này cũng có một cái chốt lẻ nữa, là tất cả các xe ra vào đều bị kiểm soát hết mọi người. Đấy, như hôm qua đọc báo mọi người biết là chỗ cái gì nhỉ? Ở đâu An Giang rồi đấy. Mà nguyên các cái tỉnh miền Tây là đang là gồng mình chống dịch. Đấy, một ngày mấy trăm ca. Mà nói đâu xa, chắc mình nghĩ ở đây chắc đến hết 99% luôn rồi, là chỗ cái tỉnh của mọi người ở đây chắc là tỉnh nào cũng bị dịch hết luôn rồi. Tại vì bây giờ nó khó kiểm soát quá mà. Bây giờ một người bắt đầu người ta dịch cái người ta đi lung tung ấy, cái là lây lan ra tùm lum hết. Khiếp. Chim treo ra sáng đang hót này mọi người. Đấy, nó hót một mình vớ va vớ vẩn vậy chứ có chim ngoài đâu. Đấy. Với lại nói chung trời bữa nay thì không không có nắng cho nên nó cũng không căng mấy bạn ạ. Đấy, có nắng nôi gì đâu mà trời âm u như là đưa đám ấy mà. Đây này. À, còn con này thì nay không có bẫy, tại vì thường thường mình bẫy cái cây kia mà một lát nữa mình xịt thuốc tới rồi cho nên là thôi để nó ở trong đây tí xịt có xịt thuốc qua rồi mới mới bẫy sau. Mà trời này thì kiểu treo lên cho có vậy chứ chim đâu ra. Không? Đấy có ông kia ông ngoài kia có mình ông mà ông cũng hót lý nhà lý nhí hết trơn đấy. Đấy hót mà có chim ngoài đâu. Trời này bẫy chán thấy bà đi. Đấy, cho bọn này ăn xong rồi tranh thủ đi xịt thuốc ấy. Mấy bữa nay mưa ghê quá. Đấy, cái lúc mà mình cần nắng ấy thì không không có nắng đâu. Đấy, cái tới hồi mà mình mới tưới xong ấy bắt đầu mưa xối xả hết trơn. Đấy, ông kia ông hot quá trời hot. Sáng nay trời âm u cũng hot như ai vậy. Ừ, ăn đi. Đấy mình mua cái cám ớt này này mà cuối cùng cho mấy con gà ăn mọi người ạ. Con cưỡng không ăn. Ra đây. Đấy con cưỡng nó thấy mấy con gà nó chạy. Mấy quỷ gà nó hay dí lắm.
nó cứ gặp một cưỡng là dí không à. Đấy bà này hôm qua đấy mắc cười bà ghê. Tới hồi mình về bắt đầu bà mới vô ổ bà nằm làm, mình đợi đâu cả nửa tiếng đồng hồ. Đấy bà đẻ xong bắt đầu đưa vô, bữa này là đưa luôn cái tổ vô trong, muốn đẻ lúc nào mình đẻ. Đấy còn hai em chuột thì bữa nay mình đã nghĩ ra được một cái cách khá là hay ho. Đấy mọi người thấy không? Mình cho hai cái máy máy bào này nó đi bào cỏ gốc này, hơi ngon đấy. Đấy thấy không? Cứ cái gốc nào mà có cỏ là đã có hai em này em bào cho. Đấy mình đưa nó vô cái lồng này, cái lỗ nó bự này mọi người. Đấy lỗ này bự này, bắt đầu ví dụ ở đây cỏ nhiều đúng không ạ? Cỏ nhiều đưa vô. Đấy. Đưa vô một cái là hai em nó dọn từ từ sáng đến trưa là cái khu này sạch sẽ luôn mọi người. Đấy nó ăn nó nhai suốt ngày đấy mà. Đấy nhai đấy. Thấy không? Này là hai cái máy dọn dọn cỏ, bào cỏ hơi ghê. Đấy. Thằng mai mốt chế ra cái gì nhỉ? Cái gì gọi là cái lồng vuông ấy mà nó to hơn như này. Đấy mà kiểu di động ấy. Đấy cứ bữa nay sắt qua cái gốc cây này, cái mai sắt qua gốc cây khác là coi như là gốc cây mình khỏi cần dọn cỏ đâu mọi người. Đấy nào. Đấy bào cỏ hơi ghê. Đấy cứ sắt đi sắt lại là tự tụi nó dọn thôi. Đấy khỏi phải đi cắt cỏ mọi người ạ. Đấy chế là cái này vừa làm biếng là vừa dọn cỏ gốc luôn. Mới đi xịt thuốc vô mọi người. Đấy, nãy đi xịt thuốc cũng lượm được một quả này ngoài vườn này. Giờ chẻ ra thử coi có ăn được cái gì. Đói quá. Sầu riêng cuối mùa. Đấy, ngửi thì cũng thấy thơm thơm. Chẻ ra coi như nào. Có vẻ ăn được đấy. Ăn không? Lại đây cho ăn này. Ui ôi, chín rồi. Ngon lắm mày ơi. À, cái này chia cho mấy anh chim ăn nữa này. Lung lên luôn. Ui, thối mất một một bẹ này. Có con giòi nữa này. Này, 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 ăn giòi không? Này, ngon lắm. Đấy, nó thấy. Đấy, nó thấy con giòi rồi. Đó, vô mắn. Còn được hai học nha. Thôi, đừng ăn sầu riêng, mày ăn giòi đi. Ôi giời, thấy sầu riêng kìa. À, khôn gớm mày. Đấy nè. Sầu riêng cuối mùa mọi người. À, ăn sầu riêng cuối mùa nó ngon. Ông công được muối cái ông chạy tít ra ngoài kia ông ăn nè. Ừ, cái này ngon nè.
Ngon. Ê, chỗ đấy của tao ấy. Này, cái này này. Tôi. Tôi. Đây này. Cái đấy muối nguyên của ta mày ăn. Nè, đây nữa này. Ngon mắt nhỉ. Tranh thủ ăn đi, mai mốt là không còn nữa đâu mà ăn. Một trong những trái cuối cùng. Bà mẹ ăn cái muối này vô no luôn. Ăn này vô là xịt thuốc đến trưa luôn. Đấy. Wow. Phê chưa? Quá đã. Ba sao đương thái mọi người. Thịt không à? Nè. Có tí tẹo à. Đừng có hỏi mua nha mọi người. Hết rồi. Đây là một trong những trái mà còn sót lại cuối cùng á. Cho nên là thấy mình ăn có thèm thì thôi ra chợ mua nha. Đừng hỏi mua nữa nha. Hết rồi. Cái hột này ăn nữa không? Lại đây. Nó chê rồi nè. Đấy, ăn hết cái hột này rồi đi làm tiếp rồi. Ăn đã thật chứ mọi người. Cái muối này mà nó học này mà nó không bị hư á, một người không bao giờ ăn hết được quả sầu riêng này. Cái này nó cũng hư rồi mọi người. Cái này hư rồi thì để cho chim ăn thôi. Đấy, cho mấy con hoành hoạt đồ nó ăn, nó khoái cái này lắm. Ăn được hai muối là no cứng rốn luôn mọi người. Đấy, con này nó chê rồi, nó ăn bao nhiêu đấy. Này, ăn nữa. Chê rồi. Đấy, bỏ vô đây cho mấy con hoành hoạt đồ nó ăn. Đấy thì tình hình mới 2 giờ chiều nhưng mà mình cảm thấy rất là không ổn rồi mọi người ạ. Chắc là tầm 5-10 phút nữa là mưa ập xuống đầu mình nữa rồi. Ui. Mình xịt thuốc thì được 70-80% rồi. Đấy là chỉ còn tầm 20-30% nữa thôi là xong cái vườn này, nhưng mà thôi. Đấy, mưa tới đâu thì chạy tới đấy thôi, làm cái gì trong nhà được chứ, làm rẫy thì chạy đi đâu được đây. Mưa thì phải chạy thôi. Đấy, mình vừa lùa bọn gà này vô hết rồi này. Từ sáng giờ thì chưa thấy nó đẻ gì hết này nè. Rồi bây giờ thì hiện mọi người thấy nó ba trái vậy đó, nhưng mà ba trái là đẻ từ hôm qua rồi. Đấy, bây giờ mình lấy ba trái này đem cất, xong rồi mang cái ổ này đưa vô trong đây luôn. Đấy, coi chiều nay nó có đẻ thì đẻ. Tại vì nhiều khi mình để cái này vô trong nó đạp bể, hay là mưa gió nó mưa lớn ấy, nó tạt vô ướt trứng thì mai mốt hư thì sao? Đấy, thành ra để cái trái trứng mồi này vô thôi. Đấy, để coi mai lên nó có đẻ đẻ. Bây giờ thì lo chạy thôi mọi người ơi. Mưa tới đít tới nái luôn rồi.
Đấy, chuột bọ mang hết vô trong này, gà, chim cũng đưa hết vô sẵn rồi này. Đấy, sao? Đấy. Tới luôn, từ nãy giờ thì mưa rào qua hai phát rồi, mà phát nhỏ. Chắc mình nghĩ tầm 5 phút nữa là mưa phát lớn đấy. Là thôi bây giờ gom đồ chạy rồi đi. Chạy được tới đâu chạy thôi, về nhà để coi tình hình làm tới đâu rồi bắt đầu quay cho mọi người coi tiếp nha. Đấy, bữa nay về mưa nữa này. Đấy, cái bồn hôm qua này. Đấy, bữa nay bơm nước vô để cho nó khỏi khỏi bị nứt đấy mọi người. Đấy, nó nứt thì nó sẽ ấy. Hả? Cái gì đấy? Để nó đi, để lên ăn ấy cho. Đấy, chỗ này là làm một cái ống 42 này. Đấy, khóa lại. Nào, ngày mai mốt nha. Xong rồi bơm nước vô cho con mình tắm luôn. Ừ. Ngon không? Đấy. Bồn này để ngâm lúa giống đó. Còn máy bự chưa? Ừ, bố biết rồi. Bố lấy cái gì? Lấy cơm cho gà ăn. Cho gà ăn đó hả? Cái này là cái cổ hủ dừa. Đấy, bữa nay chiều nay mưa cho nên thợ cũng nghỉ nữa mọi người ạ. Đấy, bữa nay thợ ta tè cái này cao lên bằng này này. Đấy, xong rồi từ đây đổ lên là gắn lưới, lưới B40 1,5 m. Đấy. Bên này cũng vậy, gắn lưới B40 cho nó sáng chứ nếu mà bịt tôn nữa thì nó tối lắm. Đấy là sáng giờ người ta tô này. Đấy, người ta tô được cái bức vắt này này. Đấy. Tô bức vắt đấy xong rồi tè cái này. Là buổi sáng. Đấy còn chiều mưa, mưa quá người ta nghỉ rồi. Chưa có thời gian đi dọn vườn nữa mọi người. Đấy, vườn giờ nhìn trời ơi bữa nay nhìn khác gì cái rừng đó. Nhìn không muốn ra là bít lối đi lên này. Đấy, dọn cái này hết mấy ngày nữa đây. Đấy, gà một đống rồi. Đấy, đội quần gà nhà mình đông không? Gà vịt. Đấy, mấy chục con. Coi này có con gà nào đẻ trứng không nè. Ui trời ơi. Đúng một trái. Đào khỏi dưới coi. Không có. Nay được có đúng một trái à. Hết rồi. Đúng một trái trứng. Đấy. Rồi thôi. Tình hình vậy nhé mọi người. Mai quay tiếp nha. Đấy. Đấy thì ở đầu cái phần bình luận thì mọi người mình muốn cho mọi người xem hai tin nhắn của hai người. Đấy, một người thì nhắn cho mình như thế này là
Bạn ơi, mình 7 tía ô nuôi được nửa tháng, ăn cám hạt rồi mà sao nó cứ sổ lồng và không chịu hót. Không biết có nên nuôi hay thả vậy. Đấy, cái là mình mới kêu là tía ô nó nhát vậy mà nuôi nửa năm mới hót, nó mới đỡ đỡ nhát. Cái là anh ý mới kêu là hèn gì nó cứ nhát nuôi chán. Coi clip làm theo giống như bạn vô cám hiệu quả thật. Than bạn nhiều. Đấy. Và một người như thế này: chào anh ạ, em mới chơi năm màu nhưng em cho cám ướt thì ăn mà qua cám bột là không ăn. Anh có thể hướng dẫn giúp em được không ạ? Em cảm ơn. Hai người cùng nhắn tin cho mình để hỏi, nhưng mà một người ấy thì có coi clip và tìm hiểu. Đấy, người ta vào cám được thành công. Còn một người thì trên, mình nói thẳng thật mọi người, ở trên kênh mình á vào cám không thiếu. Rất là nhiều video vào cám, chỉ cần lướt qua thôi là thấy rất là nhiều. Vô cái phần mà nuôi chim hút mật hay là bẫy chim hút mật ấy, có mặt đầy vào cám rất là chi tiết cụ thể. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Cùng với đấy là vào cám từ A đến Z. Từ cái giai đoạn mới bẫy về, đấy, cái đấy giai đoạn chuyển qua cám bột, rồi giai đoạn chấm nước, rồi giai đoạn qua cám hạt li ti. Nói chung là không thiếu một cái gì hết. Mọi người chỉ cần chịu khó. Đấy, chịu khó lật lại những cái video cũ đấy. Cứ vào phần dân phân sát phát, vào phần nuôi chim hút mật là sẽ có những cái phần vào cám rất là chi tiết. Mọi người vui lòng cố gắng xem lại những cái video đó và cứ vậy làm theo thôi. Tất cả những gì mình muốn chia sẻ thì đều có ở cái video đó hết rồi. Đấy, còn đâu nếu mà có cái câu hỏi gì thêm cứ đặt ở dưới phần YouTube nha mọi người. Chứ cần cái Zalo này, nói thẳng mọi người là cái Zalo mình để mình làm ăn buôn bán. Đấy, ai mua bán chim thì mình mới rep thôi. Còn đâu ban ngày như thế này thì ví dụ quay video cho mọi người xong rồi bắt đầu giờ mình phải đi xịt thuốc rồi. Không, mình không, nói thật ra là mình không có thời gian để mình ngồi bấm tin nhắn trả lời từng người. Đấy. Và tin nhắn ấy thì không phải là mỗi người ấy hỏi một câu cái là xong đâu mọi người. Hỏi một câu xong bắt đầu hỏi qua câu khác, hỏi câu khác, hỏi câu khác. Đấy, hỏi đâu rất là nhiều, xong rồi tới hồi mà mình bận việc gì ấy, mình không trả lời được ấy, thì bắt đầu kêu mình là khinh. Đấy, kêu mình khinh mình thì cái này nói trước rồi nhá, mà cũng không phải là nói một lần mà nói rất là nhiều lần rồi, là cứ có câu hỏi gì thì đặt trên YouTube. Đấy, và nếu mà có thắc mắc gì thì cứ tìm ở trên YouTube ấy. Có đầy đủ, không thiếu một cái gì hết. Đấy, cố gắng lật lại và xem nha. Còn về phần mà cái bạn kia kìa, bạn hỏi là vì sao nuôi tía ô? Tía ô nuôi nửa tháng, ăn cám hạt rồi sao nó cứ nhát, không thấy hót hét gì hết. Thì tía ô nó là một cái dòng chim mà nhát nhất trong các loại chim hút mật. Đấy, thì như để mình xếp hạng lại cho mọi người một lần nữa nha. Tía ô là nhát nhất, chấm điểm 2, điểm 3. Tiếp theo là đến sắc pháo cho điểm 5. Đấy, còn đến năm màu. Năm màu với họng đen là xếp nó họ hàng với nhau, nó nhiều điểm chung với nhau. Thì mình xếp hạng 3 là hạng từ 6, 7 điểm. Nó nhát điểm 6, điểm 7. Còn đâu là như con 7 màu, nó là từ điểm 8 đổ lên mọi người. Đấy, 7 màu nó là một loại chim nuôi rất là nhanh dạn. Đấy, và nhanh hót. Đấy, nết ăn thì sạch sẽ. Nói chung con 7 màu luôn luôn mình đánh giá cao nhất. Đấy, thì cái gì mình muốn nói thì mình cũng đã nói hết rồi nha. Nếu như có thắc mắc gì thì cứ để trên YouTube ấy. Mình trả lời luôn một lượt. Chứ mình ngoài thời gian quay video cho mọi người thì mình cũng phải đi làm như là mọi người thôi. Không, mình không thể nào mình trả lời từng người được, cho mọi người cũng thông cảm nha. Phạm Quốc Triệu: bẫy cũng chán lắm anh ơi, bẫy bình thường một tuần đi ít cũng được chục con. Bây giờ đi được một hai con chán chả muốn đi đánh luôn. Cái này bạn bè mình cũng vậy, đánh kỳ này đánh chán lắm. Nhiều khi được nghỉ làm á, sắp lồng đi từ sáng đến chiều được có con à. Thấy cái chán, giờ hỏi có kỳ này có đi bẫy chim không, cái kêu không. Chán à, không 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 đi nữa. Mình rất cần bạn chia sẻ về kiến thức trồng sầu riêng. Nếu như mà như anh Viên Vũ ơi, anh nếu mà anh có câu hỏi gì về sầu riêng ấy, thì anh cứ đặt ở trên YouTube đi. Nếu như mà em biết thì là em trả lời liền cho anh nhá. Tại vì em không phải chuyên gia trồng sầu riêng, cho nên là những cái kiến thức về sầu riêng ấy, em chỉ làm kiểu học hỏi
người này dạy người kia rồi em học theo thôi à, chứ chứ em không phải là chuyên gia sầu riêng đấy, thành ra em đâu có dám mà chia sẻ với ai đấy. Nếu như mà anh có câu hỏi thì nếu như em làm như nào thì em nói như vậy thôi, chứ không có phải là chỉ hay là dạy ai trồng sầu riêng hết đấy. Tại vì mình là một tay mơ mà đấy, mình không phải là chuyên chuyên nghiệp đâu. Nuôi đỗ quyên con nếu lớn thì tính nó có phá cám không hay là nhát gì không? Mọi người thường hay nghĩ là nuôi nuôi chim con lên thì nó không nhát, nhưng mà không phải đấy, có con nó vẫn nhát, nhất là hút mật. Nuôi chim non lên nó vẫn nhát như thường. Hay là mọi người biết con chim chích chòe đất không? Đấy, nuôi chim non lên đấy, nó vẫn nhát như thường à. Nó nhát rồi nó húc đầu, chảy đầu hết trơn ấy. Nó đâu có phải là cứ nuôi chim non lên là không không nhát đâu. Cái đấy là tùy con nha. Còn phá cám ấy thì cũng tùy con luôn. Có con nết ăn của từng con khác nhau, nhưng mà đỗ quyên là đa phần là phá cám. Anh ơi, vào cám cho hút mật Đà Lạt có giống như hút mật năm màu không? Hút mật Đà Lạt nó bị một cái bệnh gọi là bệnh bệnh giống như là sắc pháo ấy. Nghĩa là con hút mật Đà Lạt với con sắc pháo ấy, cái tỷ lệ nó, những cái con mà có cái tính nết mà gắp nước bỏ vô cám rất là nhiều. Đấy, thành ra khi mà vào cám cho những cái loại này ấy, thì cái nước để nên để cái nước nó cái cống nước nó nhỏ xíu thôi, và để trên cao. Đấy, còn cống cám để dưới thấp. Khi khi mà nó ăn ấy, nó đỡ cái trường hợp nếu như để cám với nước ngang như này này. Đấy là nó sẽ nhảy qua nó gắp nước, xong nó bỏ vào cám nhảy qua gắp nước liên tục như vậy. Thành ra cái cống cám của mình lúc nào cũng ướt hết. Em mới bắt được ổ năm màu non nên bắt chim bố nó không ăn? Tất nhiên là không rồi. Đấy, nếu như mọi người bắt con chim bố vô nó không có một cái tác dụng gì hết. Bây giờ con chim bố cám nó còn chưa biết ăn nữa, bỏ vô nó chỉ có sổ thôi, chứ nó làm gì nó nghĩ tới con nó làm gì nó cho chim con nó ăn đâu mà bắt chim bố chim mẹ làm gì. Mình đã từng có cái suy nghĩ giống như mọi người rồi, và cũng đã từng bắt cả chim bố chim mẹ luôn rồi đấy, nhưng mà thật ra nó không có một cái tác dụng gì hết. Nếu như mà muốn bố mẹ nó nuôi con ấy thì thả bố mẹ nó ra, sau đó nhốt con chim con vô lồng đấy, thì bố mẹ nó ở ngoài nó sẽ bắt thức ăn và nó đút cho chim con. Đấy, còn như mà bắt cả bố cả mẹ thì thôi 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 thôi. Chết hết cả bố cả mẹ cả con chết hết với nhau. Tại vì con bố con mẹ nó còn chưa biết ăn cám hạt nữa mà, chưa biết ăn cám nữa mà lấy đâu mà nó nuôi con nó. Thường là cho chim ăn trứng kiến, vậy cho chim ăn nhộng của con ong được không? Nhộng con ong nó to chả bé, nó đâu có ăn. Nếu mà nhộng bé bé nhí nhí bằng cái hạt trứng kiến ấy, cho vô nếu mà con nào biết ăn trứng kiến nó vẫn ăn chứ. Anh cho em hỏi chim hút mật truyền cho ăn cám đấu trộn với dưỡng được không hay là chỉ ăn cám dưỡng thôi ạ? Tùy vào mục đích mình nuôi như thế nào. Ví dụ như mình có điều kiện đấy và muốn nuôi cho nó hót nhiều thì mình cho ăn cám đấu, cám hót đấy. Còn đâu mà nuôi kiểu số lượng nhiều đấy mà điều kiện kinh tế cũng có hạn thì mình cho ăn cám bình thường thôi. Không, cứ trộn vô nhau làm gì, cám nào ra cám nấy chứ, tùy vào mục đích của mình. Không, ví dụ mình nuôi một hai con đấy thì cho ăn cám đấu luôn, cám hót luôn. Cám đấy thì nó mắc hơn cám kia 10 ngàn. Ví dụ như cám dưỡng 25 ngàn đi, cám hót 35 ngàn. Đấy thì có điều kiện thì mua thôi mà ăn cho, mà cho ăn thôi. Anh ơi, em bẫy keo được nhiều lắm. Nhắc tới bẫy keo là thấy chán mọi người ạ. Bẫy keo bẫy thì được nhiều đấy mà nuôi thì còn được mấy con. Đấy, trong khi đó người nó thì dính đầy những cái keo bẩn thỉu. Thôi thôi, mình khuyên mọi người là không nên bẫy keo. Thà mình bẫy được ít nhưng mà được con nào mình nuôi con được con đấy thì ngon hơn. Còn đâu bẫy keo 10 con ấy thì nó dính con nào cũng dính keo nhèm nhà lèm nhèm bẩn thỉu, gớm lắm. Cuộc sống của bạn thanh bình yên tĩnh mà vui. Nó cũng không hẳn là thanh bình yên tĩnh đâu, nó chỉ là không có bon chen với lại những người khác thôi. Như kiểu đi làm ấy thì thường có người ghét, người thích. Còn cái này là mình kiểu mình không đụng chạm với ai hết mọi người ạ. Còn đâu nó cũng vất vả, rồi nó cũng phải lo nghĩ nhiều. Đấy, như cái hồi đi học đấy, người ta đi cấy lấy công, còn tôi đây đi cấy thì trông nhiều bề đấy. Đấy, của người khác ấy thì mình đi làm hết tới giờ mình về thôi. Còn đâu như của mình đấy, mình làm mình phải sợ, mình lo đủ thứ hết đấy. Nó mưa, nó nắng quá cũng lo, mưa nhiều thì sợ úng, rồi sợ sâu, sợ rầy, sợ nấm, sợ bệnh. Trời ơi, đủ chuyện hết trơn. Nói chung là nhiều cái phải lo lắm. Nó chỉ được một cái mà mình thấy khỏe nhất khi mà đi làm nông dân đó mọi người. Đó là không có phải
không có phải đụng chạm tới người khác, không phải sợ ai mất lòng. Đấy, cái đấy là một trong những cái điều mà 12 năm đi làm mướn của mình là mình chán nhất là cái cảnh đấy. Cảnh đụng chạm, rồi cảnh phải vuốt mặt, nẻ mũi, cảnh phải nẻ người này, nẻ người nọ. Đấy, mình chán nhất là cảnh đấy. Còn khi mà đi làm nông dân như thế này thì ôi sướng, mình muốn làm lúc nào mình làm, muốn nghỉ lúc nào nghỉ. Đấy, khỏe re mọi người ạ. Sướng nhất là cái đấy thôi, còn đâu vất vả thì vẫn vất vả như thường, thậm chí là vất vả hơn. Đấy. Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha.